đau quá, cởi xe không à, chứ đi bộ không được. Dạ. Bị viêm khớp. Chú tên gì? Tên Hùng. Hùng. Dạ. Là cái đàn bò này của chú bao nhiêu con chú? Không, năm mấy sáu con rồi, còn không có biết, ít chú quan tâm. À, nghĩa là ngày nào cũng thả vô đây. Sao bò của mình mà bao nhiêu con mình không nhớ? Không có để ý tới, vợ thì vợ biết, vợ đếm, vợ để ý. Dạ. Để lê lè. Dạ. Rồi mình cũng bán hả? Bán, mà bán một đợt không à, một cái để giống. Dạ. Yeah. Chú có gần đây không? Dạ, trên dốc, trên trường. Đó là bỏ dốc trên. À, cũng gần. Gặp đường. Ở đây là mình kêu địa chỉ là gì? Này, nó thuộc xã gì? Xã Sư Đá. Sư Đá. Xã Sư Đá, huyện Dương Châu. Rồi như mình nuôi như vậy, cái mùa nước cạn thì mình cho nó ăn đây, rồi cái mùa nước lên nước đầy thì cột nhà. Nhưng mà mình có phải cắt cỏ rồi cho nó ăn thêm. Cỏ cho nó ăn rơm. À rơm. Ồ, bò nó đi chung vậy không hả? Nó khi nào nó đi lẻ lẻ ra không? Không, nó lẻ rơm lại. Dạ. Yeah. Đi bộ không được á, nó lẻ thì gom lại rồi. Còn đi được, đi bình thường thì đi, nó đi cũng đi kệ mẹ nó, cái tiền mẹ mình giữ nó. À, nó cũng vòng vòng đây thôi cái gì? Vòng này có bên đó có mì không? Bây giờ mình canh nó lại mì ra ha. À, mà. Vô tư ngồi. À, mình canh đừng có cho nó vô nó ăn mì của người ta là được không? Đó thấy đàn trâu nhiều lắm mà nay đàn trâu khỏi đi vòng bên đó, vòng ở đường dốc đê chạy thẳng ở trong đó. Yeah, yeah. Có đàn trâu, có trâu nhiều lắm, trâu ở bên đó không? Dạ. Bên đây không có. Hồi lúc trước thả bên đó, mà nay tôi thả mới thả mấy bữa trước con tôi với vợ thả không à. Dạ. Mới thả hôm qua nay thấy đi được, tạm tạm đi được rồi. Như mình thả vậy chừng nào mình mới lùa về? Chiều lận. Tới chiều. Rồi 1 giờ con qua thế. À, rồi dở cơm theo hả? Trưa 11 giờ về. À. Con qua thế về nghỉ. Coi buổi chiều. Ăn là đã. Ủa, có con này giống bò trắng quá. Cái màu nó hơi mẹ nó con chưa chết rồi, mẹ nó cũng vàng vậy nè, sao nó đẻ con trắng sắc vậy. Mà mẹ nó chết rồi bỏ nó rồi lăn lóc. À, cái màu nó khác người ta ha. Mấy con này vàng sậm rồi, con đó vàng nó hơi lật lật. Như anh bán là anh bán bò con không hả? Không, nó bự bán rồi, nó cần nó đây nay hết bán rồi, thì bự nó bán, không bán bò bự không à. À. Bò con thì nó có nhiêu tiền. Mình bán con không chứ đâu bán thịt phải không? Thì bán con có nhiều á, người ta mua chứ. Hả? Mà mấy lại nuôi được bao lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Nuôi ở 14-15 năm rồi. À. 78 năm. Hồi đó tôi có một con à. À vậy hả? 78 năm rồi. Mới đầu có một con rồi. Rồi nuôi nó đẻ riết như vậy. Nuôi đẻ. Nó đầu đẻ một con.
còn. Mới đầu đi mua này nặng lúc bò mắc á, bò mắc mà mẹ con hai mấy bao triệu á. Ừ. Cái đi mua mà gặp cũng bò này rẻ, y ngựa mập lắm, y ngựa. Ừ. Mua về nó cái bị nặng, nó không đẻ. Cái rồi thả đúp nó, thả nó lần đầu, cái thả nó lần nữa cái nó đẻ con, cái sao đẻ sinh đôi hai con. Cái từ đó mẹ đẻ con đẻ tới giờ. Này coi như mình chỉ bỏ công ra thôi chứ. Đâu con đầu đàn chết rồi, chết nhiều lắm mà bán cũng nhiều. Con này thấy này bự đó. Này như cái sừng nó dài nè, thôi. Con kia mấy người bự kia chết. Còn nhà nữa. Con này bự nhất chưa? Con này giờ nó bự nhất luôn á. Còn mấy già mấy bự mấy sinh đôi chết. Như con này đẻ mấy lứa rồi? À, sáu bảy con như cũng già dữ rồi ha. Còn nhà nữa. À, còn nhà mới nữa. Còn nhà mấy con đẻ. Sao không lùa nó không theo luôn hả? Con nhỏ. À, nó còn con nhỏ. Nhà có cỏ với dòng. Mình lại gần nó được không? Lại gần sợ nó đi. À, nó còn nhát không? Lạ nó đi. Con này nó bự rồi, nó còn bú á. Ờ, bự lắm. Nó bự. Nó còn nhỏ, còn bự nữa. Nó còn bự, nó bú lắm. Bú con mẹ nó muốn đẻ nữa, nó còn bú. Bữa nay trời mát ha. Còn mấy bữa nắng rồi sao? Nắng rồi. Mình có đem cái dù á. À, mình phải chống cái dù. Chống dù. Đem cái võng theo. Cái võng cũng không chỗ nào dằn được. À, có cái tấm bạc là trải nằm được ha. À, tăng căng dù lên cái mình nằm mà ít khi nằm ngủ nó vô đồ tàn cái ngủ quên á. À. Nhận mùa này cỏ quá trời ha. Chỗ nào cũng cỏ ha. Đi tới đâu cũng cỏ. Rồi cỡ tới tháng mấy mới nước lên anh? Tháng 8, 9. Tháng 8, 9 là nước lên luôn. Lùa đi tùm lum hay là chỉ có khu vực này thôi? Lùa này chỗ ăn múc mùa với cái cua với đó. À, chừng nào hết lùa được thôi không? Lùa hoài luôn, tại đi nó ăn tới đó rồi quay về lại. Chỗ nào có cỏ mình thả vô thôi, lùa vô. Đi ăn chừng nào cảm thấy nó quay lại. Rồi như sao anh lùa về? Nó về nè. Tới giờ anh về. Tới giờ tự quay đầu anh về. Nó biết đường hả? Biết. Tự. Hay vậy. Chứ không phải mình lùa nó hả? Mình đi sao mình cũng lù lù nó mà tới giờ đã kéo về phải chặn lại, có khi phải chặn lại. À. Chứ không phải là anh dắt một con đầu đàn rồi mấy anh kia theo hả? Không, hồi xưa thì dắt giờ dắt. À. Vậy giờ nó giống như nó quen rồi không? Ừ. Hồi đó dắt một con đầu đàn là nó theo nguyên bài luôn. Giờ giờ cũng dắt mà ít thế nào mà ví dụ đi chỗ nào á lạ lạ cái mình dắt đi trước con à. Còn quen là thổi dắt từ từ đi. Ở đây nhiều người nuôi không? Không, ở đây cứ mòn tôi nhiều. À. Mấy kia ít lắm, mấy con. À. Bò rẻ đó. Ô, bò nó rẻ. Bò trâu đó rồi. À. Anh có like giống này giống kia rồi cho nó bự hơn không? À, con đó là con nọc phải không?
còn con nữa, còn con bự hơn đó nữa. Là mấy con nào? Hai con. À, hai con nào? Con kia đi cho em vợ mượn rồi. À. Nó nuôi đâu cũng có chục con rồi cho mượn. À, nghĩa là con nọc của nhà mình luôn. Nuôi này mượn này mấy tháng. Bò này là mình, bò thần chủng của mình đúng không? Bò ta của mình đúng không? Mấy người này ta thả trâu hay gì? Anh thấy bò mẹ ít bò con quá trời. À, bò con là mà bao nhiêu được bao nhiêu con bò mẹ? Bò đẻ thì nó hai mấy con á. Ờ, hai mươi mấy con. Này mà cái tới cái mùa nước lên đi cắt cỏ cũng vất vả ha. Nhiều đây nó ăn ngày cỡ bao nhiêu bao? Cầm chừng luôn chứ, cắt xe lôi, cắt bó nhiều lắm, cắt nhiều lắm mà cắt đủ cho ăn chuẩn thôi chứ đâu. À, nó cắt nhiều quá bớt đâu có cắt do nó rơm phụ á. Ừ. Nó một tháng lúc trước một tháng 10 triệu tiền rơm á. À, mình mua rơm là mình mua. Mua rơm bó á, rơm nhà lúa nhà ăn hết là phải mua thêm. Ừ. Chứ đổ là 200 bó. Nó ăn có 10 cuồng. 10 cuồng là bao nhiêu tiền? Có 35 ngàn. Hơi 33 ngàn. À, một cuồng 33 ngàn, 10 cuồng là 300 mấy đúng không? Ừ. Rồi thôi anh coi ha, em đi chạy dài lên trển nè.